hành lá giờ mình làm tóp mỡ khô quẹt luôn nha mọi người. Đó, mọi người nói chị chăm sóc hành sao không nhìn, chị chăm sóc quen rồi, sắp quen cho nên mình mới đến tới cấp độ thượng thừa đó. Mọi người yên tâm nha, không sao hết. Cái hành này hồi nãy thu hoạch xong bây giờ bỏ một ít vô ngăn đá tủ lạnh trữ hả, được một thớt luôn nè mọi người. Sẵn có hành bây giờ làm tóp mỡ khô quẹt nha. Nếm gia vị sẵn một hồi bằng đun ra ngoài sân thắng tóp mỡ nha mọi người. Nước mắm cho măng thì cũng tới 40 độ đạm rồi cho nên là xài tỷ lệ 1:1 nha. 3 muỗng nước mắm thì quất vô 3 muỗng đường nhưng mà hơi non tí xíu, thêm vô muỗng bột ngọt nữa. Rồi 3 muỗng đường, 3 muỗng bột ngọt, thêm 1 muỗng nhỏ xíu siêu bột ngọt nữa. Xong rồi cho vô miếng tiêu nữa. Yêu yêu tờ yêu tiêu, không đánh dần người ta không nhớ. Phải đánh dần. Rồi cho vô miếng bột ớt nữa nha mọi người. Chiếc này Trâm không có ớt chi mị rồi cho nên cái xài ớt sừng luôn quá. Cho vô miếng ớt bột. Xong cái khúc này mấy bạn có cũng được, không có cũng không sao, dầu đều nha. Trâm cho vô một tí ti nha mọi người, cho màu nó đẹp thôi. Tiếp theo sẽ cho hành phi sẵn vô cái chén luôn để hồi đi ra ngoài kia nấu cho nó đừng có văng tóp mỡ tùm lum. Đó. Phi thì cũng không được thiếu tỏi phi, phải có miếng tỏi phi cho nó thơm nha mọi người. Đó. Đây combo gia vị hành tự trồng, hành phi, lã phi xong rồi, gia vị đi sẵn luôn rồi mọi người. Bây giờ chỉ việc là thắng tóp mỡ thôi. Ơi, không thấy gì chỉ thấy nắng rồi mọi người. Đây là cái tóp mỡ trong sắt hồi sáng trong luộc sẵn này nè, có mấy miếng da luộc sẵn rồi, giờ để không gió giờ bắt đầu bỏ vô đây thắng tóp mỡ. Bỏ vô cái nồi này thắng. Ớt nè, hành lá nè, gia vị quậy sẵn rồi nè, hành phi với tỏi phi nè. Trâm đang thắng tóp mỡ nè mọi người, nó làm tóp mỡ khô quẹt nè. Hồi đó mới mua cái nồi đất này về cũng vậy, cũng thắng tóp, bỏ mỡ vô thắng cho nó cháy đen hết trơn luôn là nó sẽ xài được bền dữ lắm. Trâm thấy phi hành tỏi cũng dễ lắm mà sao mọi người kêu em làm không được. Cái bạn phi như bình thường thôi, để dầu nhiều xíu xong rồi lấy cái dầu đó ngâm luôn. Còn nếu mà không ngâm thì Trâm chưa làm cách đó bao giờ nên Trâm không biết là không ngâm nó có giòn hay không. Đó, khi mình phi mà có gần vàng mình tắt đi để nó không, nó khét. Xong rồi cho vô 2-3 muỗng dầu sống gì đó mọi người. Đó là nó sẽ hãm độ nóng lại là nó sẽ không có bị khét mà nó rất là giòn luôn á. Sau một hồi thu được nhiêu tóp mỡ đây nè mọi người. Giờ bắt đầu kho nha. Cái nồi đất nó đang nóng sẵn rồi, quậy bỏ cái gia vị hỗn hợp nãy trong quậy lúc đầu á. Đó. Nhanh mà, này đun lên nó tan ra là ăn được thôi chứ có gì đâu. Rồi cho ớt vô luôn. Đó. Đầu cho tóp mỡ vô luôn mọi người. Cho hành phi vô luôn. Sau cuối cùng đó là cho hành lá vô. Rồi. Lên cấp độ thượng thừa chưa, nó thơm dữ lắm luôn á mọi người. Trời, cái này có thêm cơm trái nữa mà Trâm không có cái gì để chấm hết trơn á. Trời ơi, nồi khô quẹt cấp độ thượng thừa luôn mọi người. Quá trời hấp dẫn.